thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 30: Bậc Đại Đức Chân Thật. Một đạo tràng, nhất là vào hiện tại này, đồng tu rất nhiều. Phiền phức lớn nhất là đố kỵ, sân hận. Cái thứ này rất là không dễ chịu, không thể tránh khỏi. Vào thời đại của Lục Tổ, là thời đại mà Phật giáo chúng ta rất hưng thịnh. Bạn thấy khi Ngũ Tổ truyền pháp cho Ngài phải truyền pháp vào lúc nửa đêm. Thông thường truyền pháp đều là đường đường chính chính mà truyền pháp. Ở trên đại điện giống trống khua chuông như vậy mà truyền pháp. Còn Ngũ Tổ âm thầm len lén mà truyền pháp. Vì sao vậy? Ngũ Tổ biết được truyền pháp cho Ngài thì người khác không phục. Không phục sẽ hại mạng của Ngài. Đố kỵ, sân hận nặng đến như vậy. Vào thời đại đó mà còn như vậy, huống hồ thời hiện đại này. Khi Lục Tổ được pháp rồi, chỉ có 24 tuổi. Ngài 24 tuổi đã minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh ở trong Tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thần tú theo Ngũ Tổ mấy chục năm, ở trong hàng đệ tử ông là thượng tọa, lão đại huynh. Ngũ Tổ không truyền pháp cho ông vì ông chưa khai ngộ, cho nên Ngũ Tổ truyền pháp chân thật là y pháp bất y nhân. Tuyệt nhiên không phải là xem họ đi theo có được bao nhiêu năm, thời gian bao nhiêu lâu, không phải vậy. Lục Tổ đến Hoàng Mai chỉ gặp mặt Ngũ Tổ có mấy lần. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngũ Tổ bảo ông vào nhà bếp để làm việc. Trải qua 8 tháng mới gặp mặt. Trên thực tế, Ngài ở Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ chỉ gặp mặt 3-4 lần. Người khác thì đương nhiên sẽ không chịu. Việc này Ngũ Tổ biết rất rõ về Ngài, cho nên bảo Ngài ẩn cư. Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông ở trong nhóm người đi săn, phụ họ giúp họ làm việc, giúp người ta trong đồ đi săn. Âm thầm nhẫn chịu 15 năm. Thời gian lâu rồi, mọi người dần dần đã quên đi cái sự việc này. Lúc này Ngài mới xuất hiện. Sau khi Ngài xuất hiện thì gặp được Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông hoằng pháp ở Quảng Châu, đó là lĩnh Nam, trong mấy tỉnh miền Nam chúng ta. Pháp Sư Ấn Tông rất là nổi tiếng, không có ai mà không tôn kính ông. Pháp Sư Ấn Tông chân thật là bậc đại đức. Khi vừa gặp được Lục Tổ, ngay trong lúc nói chuyện thì liền biết được chính mình không thể sánh được với Lục Tổ. Thế nhưng không hề đố kỵ, hơn nữa đặc biệt tán dương. Lúc đó Lục Tổ chưa xuất gia, ông liền cạo đầu cho Ngài. Cho nên Ấn Tông là thầy thế pháp của Lục Tổ. Sau khi giúp Lục Tổ thế pháp xong, Pháp Sư Ấn Tông lại bái Lục Tổ làm thầy. Việc này không đơn giản. Pháp Sư Ấn Tông ở vùng lĩnh Nam, không ai không tôn kính, không ai không bội phục. Lục Tổ lại là sư phụ của Pháp Sư Ấn Tông, vậy thì mọi người vô cùng kính trọng Ngài. Bỗng chốc đem Lục Tổ đưa tận lên cao. Việc này rất khó làm. Trong lịch sử Phật giáo chúng ta, đây là người đầu tiên làm như vậy. Ai có được tâm lượng lớn đến như vậy, gặp được người chân thật cao minh hơn mình, chính mình lập tức thối lui. Đạo tràng giao cho Ngài, bao nhiêu tín đồ đều giao cho Ngài.
chính mình lại làm học trò. Cho nên, đức hạnh của Pháp Sư Ấn Tông thực tế mà nói, quyết không thấp hơn Lục Tổ. Không phải là bậc đại đức chân thật. Người có công phu thật chứng, làm không được khiêm tốn minh đạt đến như vậy. A-di-đà-phật. Nam mô